Sau 2 năm im ắng, Lưu Hương Giang tái xuất đầy bất ngờ với sản phẩm âm nhạc mới. MV Đường Buông Tay được lên ý tưởng và chuẩn bị trong nửa năm, mọi hình ảnh được quay tại Ấn Độ. Đường Buông Tay là nhạc phẩm do chính ông xã của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác riêng cho vợ. Về điểm đặc biệt của bài hát, nam ca sĩ cho biết anh viết hoàn toàn theo cảm hứng ngẫu nhiên và cũng không biết ca khúc thuộc dòng nhạc nào. Lưu Hương Giang cũng cho rằng khán giả đã quá quen thuộc với thể loại pop, ballad hay EDM, nên cô muốn cùng ekip sáng tạo trò lưu mới, đặc biệt tạo hình và biểu cảm của Lưu Hương Giang như một nàng thơ đậm chất Trung Đông, gợi cảm và bí ẩn. Lúc đầu bối cảnh MV được dự kiến quay ở Buôn Mê Thuột, nhưng do một số lý do khách quan đã chuyển sang nước ngoài, dẫn đến kinh phí bị đội lên gấp 3 lần. Ấn Độ cũng là quốc gia có văn hóa truyền thống cũng như tín ngưỡng khắt khe, tạo thách thức không nhỏ cho ekip sản xuất. Riêng về trang phục và phụ kiện chuẩn bị cho nữ ca sĩ lên đến 20 bộ váy áo gợi cảm, 15 đôi giày, 40 chiếc vòng cổ, 56 đôi hoa tay, tổng hành lý hóa trang lên đến 50kg. Nó là một cái ý tưởng mà đã có từ rất là lâu rồi, cách đây hơn nửa năm rồi. Tuy nhiên rằng là những cái ý tưởng mà nó phức tạp và nó táo bạo như thế này thì nó không thể thực hiện trong một quãng thời gian ngắn được. Chính vì thế cho nên là Giang đã phải mất rất nhiều thời gian để cho ra sản phẩm này, bởi vì là cái âm nhạc của nó cũng như là về phần hình ảnh nó, cái quá trình sản xuất của nó lại phức tạp hơn rất nhiều các thể loại nhạc khác. Ba mẹ hai con cũng bật mí chi phí sản xuất MV do chính cô bỏ tiền túi ra làm chứ không nhận tài trợ của đơn vị nào. Vì Lưu Hương Giang không muốn ràng buộc các điều kiện PR cho thương hiệu nào dẫn đến việc bị hạn chế điều kiện sáng tạo, chất lượng sản phẩm kém.